Thưa quý vị, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ năm 2018, tỉnh Tây Ninh đã triển khai xây dựng công trình dẫn nước từ hồ Dầu Tiếng phục vụ tưới tiêu cho khoảng 17.000 ha đất nông nghiệp phía Tây sông Vàm Cỏ Đông, đồng thời cấp nước cho sản xuất công nghiệp, sinh hoạt và chăn nuôi cho người dân hai huyện biên giới là Châu Thành và Bến Cầu. Đó là cách mà Tây Ninh áp dụng với mục tiêu phát triển nông nghiệp và chống hạn hiệu quả nhất từ trước đến nay. Đây thì khô khan nó đâu có mặn cái gì được đâu. Năm làm chỉ có một vụ một lúa mùa là vụ trời mưa, mưa vụ mùa thôi à. Còn không có làm cái gì được hết. Người ta bảo là nhất nước nhì phân tam cần tứ giống. Nước là cái vấn đề yếu tố đầu tiên nhưng mà nói chung là khu vực này là nó khô khan dữ lắm. Năm nào cũng vậy thôi, cứ mùa khô là khai thác mạnh nó ngầm hết là bắt đầu nghỉ thôi. Thường thường là cứ khoảng 6 giờ tối bắt đầu đi mở motor, mở giếng rồi tưới được khoảng 9 giờ sáng là bắt đầu tắt máy. Bởi vì rắc trưa là không có nước lên. Thì cái cuộc sống của người dân làm ăn khó khăn thì lắm, nó rất là bị động. Có khi đồ nó đang tốt, nó đang phát mà bị gặp cái lúc mà nó hạn như vậy là cũng thất bại dữ lắm. Trước đây ở trạm bơm Long Phước A chỉ phục vụ cho hai ấp. Chỗ đặc biệt là ấp Phước Trung và ấp Phước Tây. Thì phục vụ công suất là khoảng 300 mấy, 400 ha. Chỉ trong mùa nắng là phục vụ đến tháng 2 là tạm dừng, sau đó đến tháng 9 mới hoạt động trở lại. Thì cũng có khi là cũng khó khăn cho nông dân khi mà đến cái lịch tưới là tạm bơm là ngưng hoạt động, là nông dân có khi là bỏ vụ. Thấu hiểu những khó khăn của bà con nông dân, các xã phía Tây sông Vàm Cỏ Đông, các thế hệ lãnh đạo của tỉnh đã ấp ủ kế hoạch mong ước một ngày nào đó sẽ đưa được nguồn nước tươi mát từ lòng hồ Dầu Tiếng vượt sông Vàm Cỏ Đông về biên giới để bà con nông dân thăm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước xóa đói giảm nghèo vươn lên trong cuộc sống. Từ những năm 1980, khi mà mình có chủ trương xây dựng cái hồ nước Dầu Tiếng á, thì lúc đó mình cũng đã có ý định là đưa nước qua sông. Lúc đó thì dự kiến trong cái hồ sơ lúc đó thì dự kiến đưa nước qua cái đường chỗ xã Cẩm Giang. Nhưng mà lúc đó do cái điều kiện thứ nhất là về kinh tế, thứ hai về kỹ thuật lúc đó là chưa cho phép xây dựng, mặc dù quy hoạch đã có rồi. Trước đây thì tôi có thời gian tôi làm ở Sở Nông nghiệp á, thì tôi đã rất nhiều lần đề nghị Bộ Nông nghiệp là đề nghị các cái nhà đầu tư của nước ngoài đó, các cái ngân hàng đó, để mà hỗ trợ cho Tây Ninh thực hiện dự án là đưa nước qua sông Vàm Cỏ để mà phục vụ cho các cái địa phương, đặc biệt là các địa phương cập biên giới. Và tôi rất là mừng thì đã được nhà nước, Bộ Nông nghiệp quan tâm để đầu tư cái dự án này. Nó đáp ứng được cái nguyện vọng rất là to lớn của đảng bộ, của nhân dân, của Tây Ninh và đặc biệt là các cái địa phương ở bên phía Tây sông Vàm Cỏ. Ngày 21 tháng 3 năm 2017, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông. Đến ngày 27 tháng 12 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. Ngày 27 tháng 4 năm 2018, dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông chính thức được khởi công, sử dụng nguồn nước từ hồ chứa nước Dầu Tiếng qua kênh chính tay. Dự án bao gồm các hạng mục, kênh chuyển nước, kênh chính và hệ thống kênh cấp 1 với tổng chiều dài 117,8 km. Đưa nước từ hồ Dầu Tiếng Phước Hòa vượt qua sông Vàm Cỏ
tưới cho huyện Châu Thành và Bến Cầu. Chúng ta dự kiến sẽ tưới được cho 17.000 hectare đất nông nghiệp. Chưa kể rằng là chúng ta cung cấp nước cho sinh hoạt và đô thị, tạo ra một cái bước đột phá về phát triển ở bên bờ Tây sông Vàm Cỏ. Đặc biệt là đô thị công nghiệp Mộc Bài sắp tới nếu được triển khai thì chắc chắn rằng sẽ phụ thuộc rất lớn vào cái nguồn nước cho chúng tôi cung cấp. Rằng đây là một trong những công trình trọng điểm hứa hẹn một cái thay đổi mang tính đột phá cho nông nghiệp tỉnh Tây Ninh. Để công trình đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông hoàn thành đúng kế hoạch, phấn đấu trong năm 2022, dự án sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác. Trên tuyến kênh đi qua, các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, chỉ đạo các đơn vị thi công nỗ lực rút ngắn thời gian thực hiện dự án. Trong quá trình thực hiện dự án, thì ban quản lý cũng cố gắng đẩy nhanh tiến độ dự án để mà sớm đưa dự án vào vận hành, phục vụ bà con nông dân. Và từ đây tới cuối năm còn khoảng 6 tháng, tuy gặp khó khăn vào mùa mưa, nhưng mà ban quản lý cũng sẽ khẩn trương phối hợp với huyện vận động một số hộ dân mà chưa nhận tiền giao mặt bằng và đồng thời là đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp hoàn thành trong năm 2022 để chuẩn bị cho giai đoạn 2 tiếp theo của dự án. Đến đầu tháng 6 năm 2021, dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông đã thi công hoàn thành khoảng 90% khối lượng và trước mắt đưa vào vận hành phục vụ tưới cho diện tích 1.300 hectare. Mùa khô thì chỉ mình đất gò này chỉ mình trồng mì thôi, chứ mình trồng khác mình tưới nước nắng quá mình tưới nổi. Bây giờ có nước mình hồi thì mình làm cái gì mình cũng làm được. Nó ngay nước kinh này thì cũng xuống cũng mạnh lắm, tưới đâu cũng không có thua motor. Sản xuất nông nghiệp ở đây chưa bao giờ thấy nước nó nhiều và nó đã nó xài nó sướng như vậy. Hiện nay lĩnh vực nông nghiệp được xác định là một trong 4 khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Được Đại hội Đảng bộ lần thứ 11, nhiệm kỳ năm 2020-2025 đề ra, Tây Ninh cũng đưa ra một số mục tiêu cơ bản như nâng giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên 40% vào năm 2025 và 50% năm 2030, nâng giá trị nông lâm thủy sản được sản xuất dưới hình thức hợp tác, hộ liên kết trên 25% vào năm 2025 và 35% vào năm 2030. Gia tăng giá trị sản phẩm trên cùng diện tích đất trồng trọt bình quân 119 triệu đồng một hecta năm 2025 và 130 triệu đồng một năm vào năm 2030. Riêng diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ đạt ít nhất 150 triệu đồng một hecta vào năm 2025, 180 triệu đồng một hecta năm 2030. Chính vì vậy, khi dự án đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông đi vào hoạt động sẽ góp phần rất lớn trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp ở đây. Hứa hẹn một vùng trù phú mới phía Tây sông Vàm Cỏ Đông sẽ được hình thành nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 11 của tỉnh đã đề ra. Thưa quý vị, việc khai thác hiệu quả hệ thống thủy lợi của dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông sẽ tạo động lực đưa nông nghiệp của tỉnh phát triển, giúp thực hiện thắng lợi các đề án về xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đề án phát triển vùng nuôi trồng chuyên canh thủy sản gắn với hệ thống kênh thuộc chương trình thủy lợi Dầu Tiếng, dự án phát triển hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Tây Ninh xây dựng nông thôn mới kỳ này do Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh thực hiện đã hết. Thân mến chào tạm biệt.